Xin chào quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì trước mặt em đó là chiếc Hyundai Venue phiên bản đặc biệt, chiếc xe trong group xe gầm cao hạng A được ra mắt tại thị trường Việt Nam thời điểm cuối năm 2023. Chiếc xe mang một vẻ bề ngoài khá là hầm hố, thể thao và có những cái đường nét dập nổi này, cũng như là lưới tản nhiệt được mạ chrome, đó, mạ chrome khói rất là sang trọng. Chiếc xe còn được gọi với cái tên là tiểu Palisade. Chiếc xe phân khúc A với hai phiên bản, bên em là phiên bản tiêu chuẩn, mức giá bán lẻ cũng như giá niết là 538 triệu, phiên bản đặc biệt là giá 578 triệu. Hiện tại chiếc xe là phiên bản đặc biệt bên em đang giảm cho quý khách hàng đó là 10 triệu, và có tặng những cái quà tặng khuyến mại như là phim kích điện Nissan của Mỹ, bảo hành 10 năm, trải sàn da, bọc vô lăng. Cùng em khám phá một vòng chiếc xe này thì anh chị có thể thấy chiếc xe có một hệ thống đèn pha cốt chiếu sáng, đây là đèn bi led, và phiên bản tiêu chuẩn là đèn bi halogen. Ưu điểm của đèn bi led thì cho chùm sáng hội tụ rõ nét và độ tuổi thọ của đèn led rất là cao. Trên này là đèn xi nhan cũng như là đèn led định vị. Dưới tản nhiệt thì có những cái tấm chrome được ốp vào rất là sang trọng. Đó, phần la răng của xe, xe được trang bị với bộ la răng có kích thước là 16 inch cho cả hai phiên bản, và cả hai phiên bản thì đều được trang bị công nghệ đó là cảm biến Axolotl. Đó, tất cả đều là phanh đĩa la răng phay rất đẹp, thưa quý anh chị, phay rất đẹp. Đến phần gương chiếu bên ngoài thì được tích hợp xi nhan này, kèm các cái công nghệ như là gương cột điện và chỉnh điện. Tay nắm cửa thì được mạ chrome sang trọng, kèm nút bấm mở khóa thông minh. Đến phần đuôi xe thì ở phần đuôi xe này xe cũng được trang bị thêm đó là hai mắt cảm biến kèm theo camera lùi, cam lùi hồng ngoại hỗ trợ đánh lái, và đây là lượng tiêu hao nhiên liệu của em nó. Với lượng tiêu hao nhiên liệu rất là tốt, 5,7 lít ở đường kết hợp này, 7,3 lít ở đường trong đô thị và ngoài đô thị, rất là tiết kiệm, 4,85 lít. Động cơ của xe thì được trang bị là động cơ 1.0 turbo tăng áp với công suất cực đại là tốt nhất phân khúc tới 120 mã lực ở vòng tua 6.000 vòng trên phút. Mô men xoắn cũng rất là tốt, tốt nhất phân khúc là 172 Nm. Xe được dẫn động với hộp số là 7 cấp ly hợp kép khô. Thì với cơ chế là 7 cấp ly hợp kép khô thì sẽ giúp cho chiếc xe sang số mượt mà hơn. Đó. Cùng khám phá phần cốp xe thì anh chị có thể thấy là cốp xe cũng rất là rộng, có độ sâu phù hợp để anh chị có thể để được rất là nhiều vali cũng như là những cái trang bị để anh chị có thể đi du lịch cũng như là đi công tác. Đó, thân vỏ của xe rất là dày cho nên đóng cái cốp nghe bịch một phát rất là chắc chắn. Cùng em vào phần nội thất của xe nhé. Đấy, Venue thì được trang bị với tông màu chủ đạo là màu đen, có những cái đường chỉ mạ bạc. Đấy, đường ốp mạ bạc rất là sang trọng. Trần thì là màu sáng, tạo cái điểm đối lập rất là bắt mắt người sử dụng. Phiên bản đặc biệt thì trên chiếc vô lăng bọc da này thì bên em sẽ có những cái công nghệ như là ga tự động cruise control này, rồi thì những cái phím bấm được mạ bạc rất là tinh tế, vô lăng được mạ bạc, đèn tự động. Đấy, đèn auto tự động, khi vào những cái không gian tối thì đèn sẽ tự động bật sáng rất là tiện lợi cho quý anh chị. Đấy, đến với màn hình sau vô lăng, màn hình đa thông tin của xe thì với kích thước đó là màn hình đa thông tin full digital. Đó, full digital thì cho cái hiển thị rất là rõ nét và sắc nét, thông tin khách hàng nhìn rất là rõ. Đến trước màn hình giải trí trung tâm thì với kích thước đó là 8 inch này thì sẽ kết nối những cái công nghệ như là Apple CarPlay, Android Auto. Đó, điều hòa của xe thì là trang bị điều hòa tự động cho phiên bản đặc biệt và điều hòa chỉnh cơ cho phiên bản tiêu chuẩn, thưa quý anh chị. Đó, đèn nổ start top thì cũng được trang bị cho cả hai phiên bản ạ. Đấy, đến với phần cần số của xe này thì cần số xe nó bó tròn, có nút lẫy và có số bán tự động cho quý anh chị có thể là đi các chế độ thể thao, hoặc là muốn đi đèo dốc hoặc là vượt xe phía trước thì có thể là gạt sang số bán tự động ạ. Chế độ lái của xe thì cũng được trang bị các chế độ lái thể thao cho xe ạ. Đấy, Eco Mode và Driver Sport.
Ghế của xe thì vẫn là trang bị ghế bán nửa da nửa nỉ thưa quý anh chị. Thì cái ghế này thì anh chị chỉ việc về anh chị bọc lại một lớp ghế da vào là sẽ hoàn toàn là đẹp rồi. Vẫn ghế có nội thất, đường chỉ may, đường chỉ khâu rất là sắc nét này. Ngồi ghế rất là êm, rất là bo người. Cùng em đến với hàng ghế thứ hai nha anh chị. Đó, ghế này thì ghế lái thì là ghế chỉnh cơ 6 hướng ạ. Cùng đến phần hàng ghế thứ hai thì xe trang bị một cái chiều dài cơ sở khá tốt, cho nên hàng ghế thứ hai thì cũng rất là rộng. Hàng ghế thứ hai thì với độ ngả lưng ghế tốt ạ. Đấy, anh chị có thể thấy độ ngả lưng ghế tốt này thì có một cái ưu điểm là anh chị di chuyển ngồi sau trên những cung đường dài đến độ 3-4 tiếng thì nó không mệt mỏi bằng những hàng ghế nó chật chội và băng ghế thẳng. Cửa gió điều hòa thì cũng được trang bị cho hàng ghế thứ hai. Nó rất là tiện lợi, thì giúp quý anh chị làm mát nhanh hơn này. Đấy, làm mát xe nhanh hơn và làm mát đều hơn. Có những cái cổng sạc USB này. Cổng sạc này thì giúp cho anh chị có thể giải trí cũng như là làm việc với các thiết bị điện tử ở đằng sau xe. Đấy, hộc để đồ cũng được trang bị cho quý anh chị để có thể để được chai nước rồi cũng như là những cái vật dụng mang theo, loa. Về hệ thống an toàn thì phiên bản tiêu chuẩn thì được trang bị là 2 túi khí, còn phiên bản đặc biệt thì là 6 túi khí thưa quý anh chị. 6 túi khí ở đây thì bao gồm là túi khí vô lăng này, túi khí bên phụ, túi khí hai bên hông của người lái và người ngồi ghế phía trước và 2 túi khí rèm ạ. Hiện tại thì bên em có sẵn một chiếc Venue trắng rau ngay. Với giá bán là 500. Được giảm giá cho quý anh chị. Đó là 568 triệu cho phiên bản đặc biệt và phiên bản tiêu chuẩn là 535 triệu. Thì quý anh chị có nhu cầu về chiếc xe này thì xin vọng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Em sẽ báo giá chi tiết, giá lăn bánh này cũng như là quà tặng chi tiết cho quý anh chị theo từng tỉnh thành. Em xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.